vừa có trái lắm nè. Người ta cắt hết mà. Chỗ nào mà ít nguy hiểm á. Ở đây khu vườn nó không ai đi vô mà. Có chứ sao không, nhưng mà sao nó để chứ. Em thấy cái vườn cũng qua chỗ mình uống cà phê không? Nó cắt bỏ bông luôn mà. Chỗ đó thì không có tắm rồi. Đang quét phim. Đầu vô ăn sáng. Buffet sáng. $500 một suất. Thời gian đầu thì là đầu bếp Tây các bạn. Mấy năm nay mình đi thì là bầu bếp Việt Nam này. Này, có nhiều quán buffet này. Đây đi này. Rồi đi đi được chính ngạch chứ không? Không biết có kiểm soát không? Thì đúng rồi, đang đi đường chính ngạch nè, không biết có kiểm soát hay không? Chỗ này bạn. Để mình vô nha. Mãi nha.